các bạn, chào các bạn đã quay trở lại kênh channel Hello La Tà. Nhìn ái đây các bạn, bé Luna. Ok, bây giờ ngày hôm nay mình qua dẫn bé Luna đi chơi. Luna nghe đi chơi nó mừng dễ sợ luôn. Nó nghe thường đi chơi thôi, thấy không? Đó, nó biết hết luôn các bạn. Đó, bây giờ các bạn thấy nó nhảy nè. Đi chơi Luna, đi chơi. Đấy. Yeah, there you go. Alright. Trước khi đi các bạn, bây giờ mình sẽ trồng cái dây được Luna. Yo, come over here. So chill. Luna, what are you doing? You know what? Đứng một chỗ, đứng một chỗ. Không, nó nghe đi chơi các bạn, trời ơi. Mừng dễ sợ luôn, tội nghiệp á. Chưa? Luna này, mà nhìn Luna nè. Luna, sao? You happy now? Hả? Hử? You happy? Đó, nó rất là ham đi chơi các bạn. Cái con này là con heo mập. Đó, ok, let's go. Ok, mở cửa đi. Bé nà rất là phấn khởi. Ây da, đi đâu? Chưa, từ từ. Ok, let's go. Rồi, nó lôi mình đi luôn các bạn. Ok, giờ lên xe nha. Trời ơi, biết xe này đâu hả? Heo mập này nó nặng dễ sợ. Mở xe mà. Ok, open the door. Up, there you go. Good girl. Alright, stay there. Stay there. Wanna go down? Huh? Wanna go down? No, không, không muốn. Thích muốn đi chơi rồi. Let's go. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ chở Luna đi lại một cái thành phố khác. Thành phố này tên là Suwannee các bạn. Thì cũng cách đây khoảng 20 phút lái xe. Thì bây giờ mình đi nha. Nó bây giờ Luna nó ngồi phía sau kìa, nó thở khè 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 khè. Con này nó vậy đó. Excited man. Luna là French Bulldog các bạn. French Bulldog bây giờ ở bên này bán cũng mắc lắm á, khoảng 3-4 ngàn đô, 5 ngàn đô rồi đó con. Trong mở cửa sổ xe cho nó xuống mát. Dạ, đó, cho nó ngắm cảnh nè. Đó, thích nghe, thích nó ngắm cảnh lắm. Đưa cái mặt ra ngắm cảnh. Nó rất là phấn khởi, nhưng mà mỗi khi ra đường là nó thở vậy đó. Tại nó ít tập thể dục quá mà các bạn. Ở nhà ăn rồi ngủ thôi à. Qua anh kia rồi, bây giờ nó đổi bên. Đổi đủ bên đó nè. Đó, bây giờ hạ bên này xuống. Đó. Đó, đưa cái mặt ra mới thích. Đó, gì ngắm cảnh vậy đó. Đó, đó, thấy mấy con chó khác à. Bắt đầu. Đó, nghe không? Người thôi. Thấy người là bắt đầu nó vậy đó. Thấy người, thấy chó thì nó cũng vậy đó, nó hai bên. Lắc như con khỉ. Đó. Thôi đi con Luna mập kia. Ngồi xuống đây. Nghe đâu. Ok các bạn, tới chỗ rồi. Bây giờ dẫn bé Nà xuống đây. Nắm cái cọng dây đó. Rồi xuống con. Rất là phấn khích, phấn khích. Đi đâu đây? Đi đâu đâu có đi ăn đâu. Alo đi. Cái bà này, con này Luna là bé gái nha các bạn. Bé gái. Girl. Đầu kia kìa, đầu kia có. Tại nó thôi mình đi. Từ từ. Các bạn thấy khu này đẹp không? Cái khu này là của City Hall, cái giống như là một cái khu thành phố của cái vùng khu trung tâm thành phố của City các bạn. Trời mát trong. Dễ sợ luôn, đi qua bên này, đi qua bên này. Ý ở đây có siêu xe hả? Ồ, ở đây có cái show giống như là siêu xe vậy đó các bạn. Michelin Raceway Road Atlanta. Này mấy chiếc Corvette nè các bạn, Corvette của Chevrolet nè. Cái mấy cái tem mình đẹp không? Đây là chiếc Mazda nè các bạn. Mazda ở đây. Cái này mới dạng mấy chiếc xe đua để ở đây. Đẹp không? Đó, rất là rộng rãi luôn. Thường thường ở đây mà mấy cái chỗ này là mùa gần tới chiều các bạn dẫn chó rồi dẫn mấy đứa nít ra đây chơi.
rất là mát mẻ các bạn. Hôm nay trời cũng không có nắng nữa, trời se se lạnh các bạn, khoảng mười mấy, khoảng hai mươi mấy độ, khoảng hai mươi mấy độ à, nói chung là rất là mát, là khoảng 80 độ F các bạn, cỡ đó. Cái con Luna này nó cứ cái lôi mình đi đâu không biết, nó có biết đường đi không? Ok, vì Luna bây giờ mình đi đâu đây Luna? Ngứa 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 ngứa. Đi, đi thôi, đi thôi. Nhìn cái đít nó đi kìa. À, cái đít kìa. Đít bự, badass. Ở đây có mấy chiếc truck dài này, chiếc truck này của hãng Ford nè các bạn. Chắc nó chở mấy chiếc xe Ford tới đây hả? Dạ. Yeah. Qua đây coi, qua đây cho các bạn coi nha. Đó, chiếc xe này truck rất là dài và to luôn. Nó chở mấy chiếc Ford. Mấy chiếc Ford mà Ford xe đua các bạn. Đây, đây. Ở đây chắc mình có một cái hội giống như là một triển lãm về xe xe đua thì phải. GT EcoBoost. Ở đây có xe cảnh sát đứng ở đây để mà giống như giữ trật tự ở đây các bạn. Đây là cảnh sát của thành phố Swan này các bạn thấy không? Cái khu này ngày lúc trước lần đầu mình tới là cái thời đó là có mấy cái Pokemon đó các bạn biết trò Pokemon Go không? Đó. Thì Pokemon vừa ra là dân chúng mới tới đây nó bắt Pokemon quá trời luôn. Đó là lần đầu tiên mà mình tới cái City Hall của Swan này. À, ngày hôm nay lần thứ hai mình quay trở lại đây thì hơi sớm một chút xíu. Thì buổi trưa tại bây giờ người ta còn đi làm á, cho nên là chưa có nhiều người đi dạo ở đây. Còn bé Luna thì vẫn rất là muốn đi dạo. Mặt mày hớn hở ở đây. Nó đi không biết mệt. Nhưng mà khi mà về nhà là bắt đầu thở phò khè nằm xả lai luôn. Các bạn thấy mấy cảnh ở đây rất là yên tĩnh không? Rất là mát mẻ. Luna ăn chè đậu đỏ, nước dừa, nước cốt dừa không? Được đi chơi á, vui lắm. Lưới nè, lưới đi. Cho các bạn coi nè. Đây, ở công viên nào nó cũng có cái túi sẵn hết á, để mà con chó bạn mà có ị bậy á, lấy cái túi này ra hốt. Các bạn tự hốt, thấy không? Please keep this area clean. Các bạn giữ cho cái chỗ này sạch thì chó mà ị bậy thì lấy cái túi này đây, túi này để này miễn phí. Hả? Nào mà các bạn đi công viên này cũng sẽ có mấy cái cột để túi sẵn hành đi các bạn. À. Trên này bán đồ cho chó nè. Đây. Đây có một cái shop bán đồ cho chó các bạn tên là Pooch and Paws. Rồi, Luna nó biết cái shop của nó hay gì đó, vô lẹ dễ sợ. Ok, bây giờ chúng ta vào trong nào. Ủa. Nước hả? Hết nước rồi. Đây, đây là một cái shop rất là rộng và lớn, bán toàn là đồ cho chó thôi. Thức ăn, đồ chơi, các kiểu. À, thức ăn, bổ dưỡng. Đây, có mấy cái áo dành cho mấy con chó này các bạn. Trong đây là đồ cho chó hết nha. Are we just browsing? Yeah, thank you. Thank you. She wants everything. She wants all of this. Đủ đồ chơi các bạn, mấy cái vòng đeo nè, dễ thương không? Cái này có giá hết nha. Cái này là 14 đô, một cái vòng này thôi là 14 đô các bạn. Mấy cái đồ này rất là đẹp luôn á. Đủ loại vòng luôn, vòng đeo cho nó nè. Mấy cái đồ này thức ăn cho nó, rồi mấy cái này không biết làm gì cho nó. Hả? Đâu? Trời, Luna khoái lắm luôn. Luna vô đây thấy bạn bè đâu quá trời không biết. Mà sao bạn đứng im re đời đây nè. Đây. Hey. It's your friend Luna. Luna. Luna your friends. Dạ. Yeah. Kìa nó gặp bạn bên kia kìa, bạn nó vẫy đuôi kìa. Đó hai con nó nhìn kìa, trời làm ghê vậy. Đó coi. Look at. Đó, look là bắt đầu đó. Nó con gái mà nó rất là con trai các bạn. Thôi bình tĩnh Luna. Luna. Move here. Đây bán rất nhiều các bạn, shop to ha. Salon spa cũng. Ồ, đây có salon dành cho chó nữa nè. Vô đây coi có cái gì, salon. Vô đây coi làm gì, chắc tắm rửa, đồ massage cho nó quá. Đây nguyên cổ phòng này là các bạn đăng ký grooming assistant. À, cắt tỉa móng tay rồi các bạn, cho móng chân rồi cho chó đó. À. Rồi các bạn nhuộm tóc cho nó. Đây bên đây nè, coi này mấy cái hình nè. Đây các bạn thấy không, có mấy con chó vô đây nó xăm hình, nó tattoo temporary thôi. Nó vẽ lên mấy con dơi rồi nè, nó rồi
vẽ đủ thứ lên lông nó, rồi đây nhuộm ba màu, rồi highlight, rồi nhuộm lên cái mông nữa, rất là dễ thương. Đây tiếu lắm luôn. Trời, bà này đủ thứ màu luôn nè, dễ thương không? Rồi con như này nữa. Đây. Trời, mấy con này như con cục bông các bạn. Người ta đem tới đây á, xong rồi làm xong rồi cái người ta chụp hình, người ta dán lên đây. À, quá dễ thương luôn. Grooming before and after, có nghĩa là mới đầu trước khi chưa làm là như vậy, làm xong rồi tới như vậy. À, con này trước khi làm xong nó như vậy. Tóc tai ngắn gọn hơn. Luna muốn vô lắm. Mua cho nó cái gì đi. You like that? Luna, you like that? Luna, thích cái không? You like it? She's gonna grab it. Còn bên đây là bán đồ ăn các bạn. Wow, quá trời đồ ăn luôn. Đủ loại luôn. Còn bên đây thì có bán nhiều mấy cái loại thức ăn khác đây các bạn. Nhiều thứ lắm luôn. Ở đây là dog. Dog là mấy con chó lớn. Thì ăn mấy cái trái cây này, có thể là cho nó diet. Natural delicious. Đây là bán mấy cái đồ cho nó gặm nè các bạn. Trời, mình nhìn mình tưởng xương thiệt luôn. Thơm không? Không để hình chó chứ tưởng đồ ăn thiệt quá. She like it? She love it, I think she love it. Cho cái này cái đó đi. Hả? Thơm không ta? Luna nó tuổi nó thích. Ở đây có mấy cái chip cho nó nữa các bạn. Đủ đồ cho chó luôn các bạn thấy không? Shop rất là lớn. Đây là một trong những cái shop mà mình biết thôi, ngoài ra còn rất là nhiều. Đây, đồ cho chó này rất là nhiều luôn. Các bạn thấy mấy con chó mà đây nó sướng không? Có đồ chơi, đồ mặc, rồi dịch vụ tắm rửa, cắt tóc, rồi nhuộm gọi. Luna. Bây giờ lại con đó được không? Sao đồng chí nhớ ra? Cái đó đi. You like this one, Luna? Like that? Yeah, she like that. Ok. Rồi thích rồi. Bé nào thích rồi, mua cho bé nào cái này nha. Đứng đi chờ kìa. Sway đi nha. Thank you. Okay, bye. Ok các bạn đó, mua hai cái này cho mình nè. Ok các bạn, đó mình đang đi dạo ở khu vực Swan này. Đây là chiếc xe bus nè các bạn, xe bus đưa đón học sinh ở Mỹ nè, một chiếc xe bus màu vàng rất là đặc trưng luôn. Đó thì các bạn thấy không? Đó, bây giờ là học sinh nó bắt đầu đi xuống. Để anh quay đây cho các bạn coi nha. Thì chiếc xe bus này gọi là chiếc xe bus quyền lực ở nước Mỹ các bạn. Mình sẽ làm một cái video riêng về chiếc xe bus này cho các bạn coi. Đó. Các bạn thấy nó chìa ra các bạn stop không? Đèn của nó rất là nhiều. Người ta nói mà đi trên chiếc xe bus này là an toàn gấp 70 lần những cái phương tiện khác các bạn. Đó. Thì giờ này học sinh đi về các bạn ha. Tất cả những chiếc xe nào sao phải đứng lại hết các bạn. Không có xe nào vượt qua được hết. Right, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi vòng vòng mới coi những cái khu nhà ở đây nha. Rất là đẹp đây. Những khu nhà ở đây rất là mắc tiền của khu Swan này. Đây, rất là mát mẻ luôn. Owner, cái này là căn này là đang bán nè các bạn. Nó bạn nào có tiền vô đây mua nha. Mấy căn này mình nghĩ rất mắc tiền lắm luôn. Đây, owner and agent for sale. Rất là đẹp. Trong khu này rất là yên tĩnh. Khu này yên tĩnh quá ha. Đẹp luôn. Cái căn nhà này đẹp nè các bạn. Mặc dù nó làm bằng gỗ hết, nhưng mà cái thiết kế của nó đẹp. Cái ao. Mà nghĩa là cái nhà này có basement. Có cái tầng hầm ở dưới á. Tại vì ở trên nó làm cao. Trong có nhiều căn nhà đẹp quá hả? Dễ thương, dễ sợ. Ủa rồi đây đậu xe đâu ta? Đây có một cái. Ủa thường thường chỗ này đậu xe đâu chồng? Đậu sao nè?
Ờ đúng rồi, đúng rồi, đây phía sau. Cái ra phía sau. This is the boy, right? Sao luôn à? Who let the dogs out? Ok các bạn, vậy là ngày hôm nay mình cũng dẫn các bạn đi coi cái khu vực City Hall của thành phố Swan này các bạn. Nếu các bạn có rảnh thì các bạn có thể là ghé đi chơi. Buổi chiều rất là đẹp và mát mẻ, đặc biệt là thời tiết mùa thu nó quá tuyệt vời luôn, để các bạn có thể đi dạo ha, các bạn có thể thư giãn cuối tuần gia đình thì rất là tuyệt vời và rất là hay. Brian rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay của Brian, và các bạn đừng quên bấm share cũng như là subscribe cho cái channel Hello Atlanta nha. Mình, vợ mình cũng như là Luna bây giờ xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha.